29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Suki-san quyết chỉ làm MV One Shot. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ra mắt MV Em là Coffee, phiên bản nhẹ nhàng, Suki-san gây bất ngờ lớn khi tuyên bố tất cả sản phẩm âm nhạc của cô sẽ được quay với hình thức One Shot, quay duy nhất một cú máy. Em là Coffee là sáng tác của Rick, từng được Suki-san ra mắt MV One Shot với phần âm nhạc thuần chất pop vào cuối tháng 1 năm 2023. Lần này, Suki-san làm mới Em là Coffee với phiên bản hướng nội và tiếp tục thực hiện MV với hình thức quay duy nhất một cú máy, One Shot. Khác với sự tinh nghịch sôi động của version đầu tiên, MV Em là Coffee phiên bản hướng nội mê hoặc người nghe với giai điệu trong trẻo, dẻo dắt, càng nghe càng thấm. Giọng hát đặc trưng truyền tải tâm tình của một cô gái luôn biết cách khiến người yêu vấn vương, thao thức như một tách cà phê, trong đắng có ngọt. Suki-san, ca sĩ V-pop đầu tiên hướng tất cả MV đều one shot. MV được Suki-san quay tại một cánh rừng thông xanh ngát ở Đà Lạt. Thử thách khó nhằn mà nữ ca sĩ Gen Z phải đối mặt chính là chỉ được quay duy nhất một cú máy suốt cả MV dài 3 phút 30 giây. Suki-san cần ghi nhớ chính xác góc máy, biểu cảm và đặc biệt là phần vũ đạo từ đầu đến cuối MV. Chỉ cần gặp lỗi ở một động tác nhỏ, tất cả ekip phải quay lại từ đầu. Không có bất kỳ sự cắt ghép nào trong quá trình thực hiện. Phần vũ đạo trong MV lần này được biên đạo bởi vũ công Quang Đăng. Suki-san và ekip tin tưởng tài năng, sự sáng tạo của Quang Đăng sẽ khiến những động tác trong Em là Coffee phiên bản hướng nội vừa thu hút vừa đẹp mắt, vừa có sự bay bổng lãng mạn như một cặp đôi tình nhân đang dạo chơi, chuyện trò cùng nhau. Dù dày dặn kinh nghiệm nhưng biên đạo Quang Đăng cũng đau đầu khi phải tính toán động tác cách di chuyển cho hai nhân vật chính trong MV quay một cú máy. Sau rất nhiều lần phải quay đi quay lại, thậm chí là phải bỏ những phân cảnh ưng ý, Em là Coffee phiên bản hướng nội cuối cùng cũng đã hoàn thành đúng màu sắc lãng mạn, cổ tích mà chủ nhân Suki-san mong muốn. Từ MV chính thức đến bản hướng nội của Em là Coffee, Suki-san và ekip nhận được phản ứng tích cực từ khán giả yêu nhạc cho cả phần bài hát lẫn hình ảnh mới mẻ, độc đáo. Điều này càng tiếp thêm động lực để nữ ca sĩ sinh năm 1998 đưa ra quyết định. Từ nay về sau, tất cả các MV cá nhân của Suki-san đều sẽ quay one shot. Giọng ca Phải Chăng Em Đã Yêu là ca sĩ V-pop đầu tiên có định hướng quay tất cả MV trong sự nghiệp ca hát của mình chỉ với một hình thức là one shot. Nói về quyết định tự thử thách này, Suki-san chia sẻ, quay MV chỉ với một cú máy duy nhất là thử thách vô cùng thú vị mà Suki-san đã và sẽ để bản thân mình trải nghiệm. One shot đòi hỏi ca sĩ phải có thế mạnh về vũ đạo, biểu cảm sinh động và thật sự tự tin, tận hưởng âm nhạc trước ống kính. San tin rằng những MV one shot sắp tới sẽ giúp San nâng cấp về giọng hát, kỹ năng trình diễn và nhất là sự sáng tạo không thể thiếu của một người làm nghệ thuật. Lựa chọn hướng đi khác biệt, Suki-san đang tự làm khó chính mình và ekip trước mỗi dự án về mặt ý tưởng, phong cách, không chỉ để tránh nhàm chán mà còn phải hướng đến sự nâng cấp mới mẻ, gây bất ngờ qua những MV khác nhau, dù quay cùng một kiểu one shot. San biết sự lựa chọn của bản thân mình sẽ khiến sự khó khăn cho ekip có thể tăng gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 trong tương lai. Nhưng đây là con đường mà chưa có ca sĩ Việt Nam nào từng đi và nhân tố Gen Z như San luôn muốn làm những điều khác biệt. San mong rằng nỗ lực hoàn thiện bản thân mang đến sự mới mẻ trong âm nhạc sẽ được ghi nhận bằng những tín hiệu ngọt ngào nhất từ khán giả của mình. Suki-san chia sẻ. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.